Em xin chào cô chú bác anh chị, em đã đến với đồ Câu Quang Thanh. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 2, em lại tiếp tục lên một cái video là 318. Cái hàng này thì em vừa mới về các bác nha. Để em đăng lên cho các bác nào cần thì ủng hộ em nha. Đây, tất cả ở đây là bao mới về nha. Rồi em đăng lên thì các bác nào chưa có thì ủng hộ em. Thì lô này em cũng bao ship cho các bác luôn ha. Các bác lấy bao nào thì cứ liên hệ về số 0778873789 nha. Đó, ở đây có mấy con, hai con Daiwa và con Shimano ha. Ở đây về có mấy con bao da. Rồi còn lại là bao vải vải dù các bác nhé. Rồi các bác nào yêu thích cân em nhớ đăng ký cân ủng hộ em nha. Rồi để em lên cái mã đầu tiên cho các bác xem ha. Cái mã đầu tiên là một combo các bác nha. Là một combo hai cái. Đây các bác. Này em bán combo luôn. Đây. Cái này là bao da các bác nha. Cái này là bát tia của nó là bằng nhựa cứng nha. Đây là bên trong của nó các bác. Đây. Bên trong của nó. Và thằng này dài 1m1 các bác nha. Cái này dài 1m1, ngang của nó là 12 phân nha. Và ở đây có tuy phụ ha. Tuy phụ của nó đây các bác nha. Đấy. Và cái thứ hai thì cái này các bác có thể, hai cái này các bác có thể về đừng cần tay cũng được, cần tay ok các bác nha, đừng cần tay thì cái bao này các bác có đừng cần máy cũng được, đừng cần tay cũng được ha. Rồi, cái này cũng là bao da nó các bác, bao da mềm nha, thì nó cũng hàng bài cho nên nó cũng có cũ theo thời gian các bác nha. Đa số là cũ chứ không có mới nha. Đó, bao này thì dài 1m2. Ngang của nó là 14 phân ha. Rồi. Cái B25 các bác giá là 250k nha. Rồi, B26 các bác, B26 cũng là một combo luôn ha. Combo hai cái các bác nha. Cái này cũng là ở dưới này thì bằng da nhưng mà nó mòn theo thời gian các bác nha. Da thì chẳng si da thôi các bác, chứ còn thực ra thì nó bằng vải dù nha, bằng vải dù đây. Đây dòng này cho các bác đừng cần tay đi câu cá nha. Và bên trong các bác, bên trong của bao thì nó làm bằng một lớp mút các bác nha, lớp mút này, lớp mút nhẹ mỏng êm. Đó, bao này thì dài 1m3. Đó, thì em đo chiều ngang của nó là đây 11 phân nha. Rồi cái thứ hai thì cái này là nó dài đến 2m1 các bác nha. Dài 2m1 đây, các bác nào mà dùng cần dài quá thì lấy thằng này về được nha. Thằng này dài tới 2m1 luôn. Đó. À, cái này rất là dài các bác nha, cái này dài 2m1 luôn nha. Phần đáy còn ok, chưa hề đắt rơi các bác nha. Các bác nào đựng đồ cần dài thì cứ lấy cái thằng 2m1 này về xài nha. Rồi thằng này thì dài 2m1, ngang của nó 20 nha bác, 20. Thì combo của nó hai cái nha. Đây, giá 250k bao ship các bác nha. 250k hai cái. Rồi tiếp tục B27 các bác. B27, một cái bao da cũng hơi cứng bác. Nó dày á. Nó dày nhưng mà cái đồ da của nó cứng các bác nha. Đây. Có tới phụ 25 ha. Và quai mang. Đây phần trong của túi các bác. Cái túi này thì các bác về đựng cần tay cũng ok các bác nha, đựng cần tay nha. Bát tia thì ok. Rồi, cái B27 các bác.
dài của nó là 90 phân, ngang của nó là 11 phân. Rồi cái bao này giá 250k luôn, 250k, em chưa có vệ sinh cho nên là có dính bùn các bác nha. B27 giá 250k. Rồi B28. B28 là một cái bao da màu đỏ các bác nha. Đấy, bao da màu đỏ, màu đỏ viền trắng. Ở đây có một que ma, và ở đây có một cái tuy phụ của nó là 20. Và phần trong của bao, còn ok các bác nha, phần trong của bao đây. Phần đáy của nó đấy các bác, đáy còn ok nha các bác, chưa dắt nha. Đây có chấm tí ở đây, không ảnh hưởng ha. Rồi, cái B28 dài 1m2, ngang 15, giá là 330k. B29 các bác ơi, cũng là một cái bao da, bao này bao thẳng, bao da thẳng các bác nha. Đấy, bao này có hai túi phụ, một cái túi phụ dài 22 hay 21 22 gì đây. Cái này là dùng cho các bác đựng đựng máy này ha. Độ sâu của nó gần, độ sâu nó 15 này, ở dưới mặt này lên đây là tầm 15 các bác nhé, cho các bác đựng máy nha. Đây, bát tia thì ok. Đấy, đây các bác. Và bên này có một cái tuy phụ nữa. Tuy phụ nữa các bác. Tuy phụ này thì nó gần bằng, nó gần dài bằng cái tuy chín luôn các bác nha. Đấy, đây là phần trong của tuy chín các bác này. Ồ, bên trong còn đẹp các bác nha. Đấy, còn sáng sủa lắm, bát tê thì ok luôn, bao còn nguyên hình nguyên dáng luôn các bác nha, chưa hư nha, bao này chưa hề rách luôn các bác nha, phần đáy ok nè. Đấy, bao còn nguyên luôn, chưa hề rách miếng nào. B29 dài 1m2, ngang 15, bao này giá là 400k các bác nha, 400k. Rồi em lên cái B30. Hiệu Hy. Ở đây có cái túi phụ 30 cho các bác đựng máy ở ngoài. Đây, bao này bao da luôn các bác nha, bao da. Ồ, em phát hiện ra nó bị cái này bị cà mòn mất miếng này, này các bác này, nó bị cà mòn mất miếng này, do hàng về nó bị cà mòn mất miếng các bác. Đây, đây phần trong của bao các bác, phần trong của bao này. À, phần trong của bao thì nó có hơi màu sẫm đen tí, không sao, ảnh hưởng các bác nha. Rồi bao này nó bao này nó bị rách một xíu, để các bác 200 đi ha, để các bác 200 đi. Rồi B30 dài 1m45, ngang 15, giá 200k các bác nha. Nó bị mòn miếng chỗ này này, bị mòn miếng chỗ này, để các bác 200k ha. B31 một que mang và một que sắt. Có một cái tuy phụ 60,
bên trong cái hồ các bác. Phần trong của túi chín này. B31 dài 1m25, ngang 17, giá cái bao này 300k. Giá 300k các bác nha. Rồi B32. Bao này bao bầu các bác nha, bao bầu ha. Còn Fita. Phần đáy còn ok các bác, chưa hề rách rưới nha. Đây. Ở đây có tư phụ luôn. Phần trong của túi chín các bác này. Bao này có bị cấn một lỗ các bác nha. Đây. Bác nào mua thì để ý giùm em ha. Để cho nó hư miếng nào em báo miếng đó các bác nha. B32 1m25. Ngang của nó là 25 phân. 25 phân là em đo cái bầu luôn các bác nha. Giá là 350k. 350k, cái này nó bị lủng lỗ để 300 các bác nha. Rồi, B32 giá 300k. Rồi B33 các bác. B33 này là cái bao này có hai ngăn các bác nhé, hai ngăn. Hai ngăn song song với nhau này. Đấy. Đây là phần trong của ngăn đầu tiên. Ở trong này nó có làm một lớp nhung các bác nha, nhung bằng nhung ha. Êm lắm nha. Cái này bằng nhung, làm lớp nhung ở trong này. Đây các bác, này. Ở ngoài thì nó hơi cũ kỹ, ở trong nhìn ok lắm các bác nha. Bao còn nguyên hình nguyên dáng, chưa hề đắt các bác nha. Bao còn ok nha. Nơi cửa hơi dơ miếng thôi các bác. Rồi B33 dài 1m25, ngang 18. Bao này giá 350 các bác nha, 350k. Rồi tiếp tục em lên cái B34. Cái này bao cứng các bác nha. Bao cứng nha. Bao bầu mà bao cứng. Ở đây có một que mang và que sắt luôn ha. Đây là ở đây cái tư phụ của nó này, ha. Đấy. Bao còn ok, bao còn mới các bác nha. Đây, phần đáy của nó này còn ok luôn. Ở đây có bị chắt một miếng xíu xíu. Phần trong của bao các bác. Đây, đây là bụi nha. Ok, bao này các bác có thể đựng được 3 máy 3 cần, hoặc nếu mà rán thì 4 máy 4 cần vẫn ok các bác nhé. 4 máy 4 cần vẫn ok. Bỏ xếp, đừng có xếp máy trồng, xếp máy ngang 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 này là nó thể tải được 4 máy 4 cần cho các bác. Và ở ngoài này á, là lúc vận chuyển về nó bị đụng. Vận chuyển về nó bị đụng cho nên là nó bị xé toạc mất miếng ở đây các bác nha. Này, xíu, không ảnh hưởng nha. Phần ngoài thôi. Đấy, nó rách miếng ở đây chỗ này. Đấy. Đấy các bác.
Cho nên để cái giá này, để bao này thì đẹp để cho các bác là giá 500k thôi ha. B34 dài 1m3, ngang là 25. Bao này giá 500k. 500k các bác nha. Đây, ra miếng anh em để 500k nha. B35. Bao này dài một, bao này dài 1m25 các bác nha. Gold filling. Này có một cái tay quay mang và quay sắt luôn. Và túi phụ của nó đây các bác. Túi phụ 60 nha. Phần trong của túi các bác này. Phần đáy ok luôn các bác nha, chưa hề rách nha. B35 dài 1m25, ngang 15, giá 350. Rồi, tiếp tục cây B36 các bác. B36 này là một con bao cần đai qua, bao này dài 1m38 các bác nha. Nhỏ gọn thon. Coi mang và quay sắt luôn các bác này. Là muốn dài ra thì các bác cứ rút cái này ra cho nó dài nha. Thì bao thì nó có hơi dơ nha các bác. Em chưa vệ sinh, lấy về em bán luôn. Đây, đây là bao phụ này. Bao phụ 80. Đây là phần trong của bao. Và ở trong này có cái thương hiệu của nó luôn, có chữ Daiwa luôn các bác nha. Đây. B36. Cái ba tê thì nó kéo từ bên này qua bên này luôn các bác nhé. Kéo xuyên qua bên này luôn này. Đây. Kéo xuyên qua bên này luôn. B36 dài 1m38, ngang 15. Bao này giá là 430k. Rồi tiếp tục cái bao đai qua nữa các bác, là B37 cũng là một bao đai qua. Này, nói chung là rất đẹp và rất ok các bác nha. Rất xịn sò này. Xịn, bao da mà bao vải dù mà những cái ở ngoài nó da cũng rất đẹp các bác nha. Phần đáy còn ok, phần đáy có chỗ đai qua luôn. Bao chưa hề rách rỡ gì, còn nguyên hình nguyên dáng các bác ạ. Đấy. Có cái bao phụ 50 ha. Đây, bao phụ đây các bác. Và đây là phần trong của bao ha. Bao này của thằng Đài Loan các bác nhé. Hiệu Đài Hoa, bao cũng Đài Loan xuất nhập ha. Đó, bao còn đẹp, bên trong cũng rất là đẹp đó các bác. Bao này còn mới nha. Đó là bao này còn mới đấy. B37 các bác, B37 dài 1m25, ngang của nó là 25 luôn. 25 là em đo tính cả bầu luôn. Bao này giá là 550k. Rồi cuối cùng là cái bao Shimano các bác. Bao này bao hiệu Shimano. Bao này dài 1m45. Bao hiệu Shimano các bác này. Đấy, cái phần này thì phần mặt trên này như khi lúc đi câu người ta bọt rửa nắng nên đâm ra là nó hơi cụ miếng các bác nhé. Đấy. Đây là cái túi phụ. Túi phụ nó dài 80. Đây phần trong của bao các bác. Bao còn ok các bác nha. Chưa hề rách rưới luôn nha. Còn đẹp lắm. Phần đáy còn ok, phần đáy có chữ Shimano luôn các bác nha.
B38 dài 1m45, ngang nó 20. Cái này nhìn cái mặt này nó hơi cũ mấy cái nên là em để giá cho là 500k các bác nha. Đó, mấy cái phần này là các bác nào về giặt giũ lại thì nó mới nha, cho em chưa vệ sinh nha. Rồi, B38 giá 500k. Rồi các bác nào chưa có bao thì cứ liên hệ về số 0778873789 mua bao nào ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi cái clip của em.